Thế thì hôm nay tôi xin phép chỉ báo cáo một số điểm chính về mặt lưu ý về mặt kỹ thuật dụng cụ cũng như là cái cách thức để tiến hành trong trường hợp người ta biết tiểu nhĩ này trái này như thế nào. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những cái slide cơ bản ban đầu. Thì người ta thấy được là cái tỷ lệ bệnh nhân dung nhĩ mà không do bệnh van tim này thì ngày càng tăng, và người ta thấy được rằng có sắp xỉ trong số bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim thì có khoảng 3/4 số bệnh nhân đó là có chỉ định điều trị cái thuốc chống đông đường uống để ngăn ngừa các cái tai biến mạch máu não. Và cho đến năm 2019 thì cái chỉ các thuốc kháng đông đường uống thế hệ mới là NOAC vẫn được coi là cái thuốc điều trị tiêu chuẩn với chỉ định là loại 1. Tuy nhiên câu chuyện là mặc dù là NOAC được coi như là chỉ định loại 1 trong điều trị ngăn ngừa biến cố tai biến mạch não ở những bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim thì người ta thấy được rằng tổng hợp qua các nghiên cứu đời thực thì cũng chỉ xấp xỉ có khoảng 50% số bệnh nhân được sử dụng điều trị NOAC, và nếu trong thời gian theo dõi khoảng 2 năm thì xấp xỉ 30% sẽ không tuân thủ được, bệnh nhân đang sử dụng NOAC sẽ dừng điều trị. Và người ta thấy rằng là trong số cái tính trung bình là 10 bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim được chỉ định điều trị thuốc chống đông đường uống thì có tới 4 bệnh nhân tức là 40% bệnh nhân đó sẽ tự động giảm liều hoặc là điều trị không theo các liều quy chuẩn cũng như là không theo phác đồ điều trị. Và việc này nó sẽ làm dẫn đến là khi mà việc giảm liều hoặc cũng như là việc sử dụng liều không đúng tiêu chuẩn thì nó làm tăng nguy cơ tử vong, đột quỵ cũng như mà cơ tim cũng như tăng nguy cơ chảy máu lớn ở những cái trường hợp bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh có bệnh van tim có chỉ định sử dụng thuốc chống đông đường uống. Vậy thì vì những cái lý do như vậy cũng như là trong cũng vì những cái lý do bệnh nhân có thể là tuân thủ không có chỉ định dùng bệnh nhân được NOAC nhưng tuy nhiên dừng điều trị, hoặc những bệnh nhân đó là vì những cái tự điều chỉnh liều như vậy thì người ta nghĩ ra làm liệu có thể có biện pháp nào đó để khu trú liệu pháp điều trị ngoài chuyện điều trị toàn thân bằng NOAC thì có cái biện pháp điều trị nào khu trú để người ta có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ trong bệnh nhân dung nhĩ hay không. Thì tổng hợp qua các cái nghiên cứu để người ta tìm xem là ở trong những trường hợp tai biến mạch máu não do bệnh nhân dung nhĩ không do bệnh van tim thì nguồn gốc của những cái huyết khối đó nó nằm ở đâu, thì người ta thấy được rằng qua các nghiên cứu về mặt giải phẫu tử thi, qua cái siêu âm tim qua thực quản hay bằng các biện pháp bằng các cái thăm dò hình ảnh khác nhau thì người ta thấy sắp xỉ có 90% trong ở bệnh nhân tai biến mạch não mà trên nền dung nhĩ có bệnh van tim thì nguồn gốc của cục huyết khối đó ở cái tiểu nhĩ trái. Và cho đến năm 2000 và nhắc lại một chút về khuyến cáo năm 2019 thì cho đến giờ với những cái dữ liệu người ta có được thì biện pháp biết tiểu nhĩ trái qua đường ống thông chỉ được chỉ định ở những trường hợp bệnh nhân có chống chỉ định hoặc là những bệnh nhân mà được điều trị tiêu chuẩn bằng cái NOAC nhưng mà vẫn có những cái biến cố tai biến mạch máu não xảy ra. Và người ta thấy được rằng cái chỉ định mà để loại trừ tiểu nhĩ trái thì chia ra làm chủ yếu ở hai nhóm, trong nhóm đầu tiên là bệnh nhân đó không phù hợp với lại sử dụng NOAC chống đông đường uống lâu dài, là những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao hoặc là những bệnh nhân không thể uống NOAC được vì những cái lý do ngoài cái chuyện mà làm tăng nguy cơ chảy máu như là bệnh nhân không dung nạp hay là bệnh nhân đó có cái nguy cơ có tiền sử có cái dữ liệu là bệnh nhân không tuân thủ thuốc, không tuân thủ được điều trị, hoặc những trường hợp có nguy cơ mà bệnh nhân đó làm tăng nguy cơ chấn thương cũng như là do lựa chọn của bệnh nhân. Và thứ nữa là những cái trường hợp mà được chỉ định điều trị bằng NOAC với cái liều tiêu chuẩn và đạt đủ liều tuy nhiên những cái biến cố tai biến mạch não vẫn tiếp tục xảy ra thì trong những trường hợp đó người ta đặt ra vấn đề là chỉ định loại bỏ tiểu nhĩ trái. Và tương tự như vậy đối với lại khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ hoặc Hội Nhịp Học Hoa Kỳ thì khuyến cáo của Hội Tim Mạch Can Thiệp Châu Âu người ta cũng khuyến cáo ở tương tự như vậy là ở những nhóm bệnh nhân tăng nguy cơ chảy máu hoặc những bệnh nhân mà có chống chỉ định sử dụng với lại cả NOAC đường uống toàn thân hoặc là cuối cùng mới là những trường hợp mà theo lựa chọn của bệnh nhân khi mà họ không muốn bằng biện pháp như vậy. Thế thì cái kỹ thuật mà biết tiểu nhĩ trái lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2001 do một cái bác sĩ về rối loạn nhịp học thì người ta sử dụng cái kỹ thuật gọi là dụng cụ gọi là Palato của Medtronic. Tuy nhiên cho đến ngày nay thì cái dụng cụ này đã được rút ra khỏi thị trường. Bởi vì một cái kỹ thuật mà được thực hiện được hay không thì người ta phải đảm bảo được cái tính gọi là hiệu quả cũng như về mặt an toàn lâu dài, các dữ liệu nghiên cứu nó phải đầy đủ. Vậy thì câu chuyện là người ta loại bỏ cái tiểu nhĩ trái này có thể bằng các cái biện pháp khác nhau, có thể từ ngoài vào, tức là người ta có thể tiến hành qua đường ống thông, tức là qua đường tĩnh mạch, rồi sau đó xuyên qua vách cái tiểu nhĩ, qua xuyên qua vách liên nhĩ, rồi sau đó người ta bít vào tiểu nhĩ, hoặc cũng có thể người ta kết hợp qua phương pháp phẫu thuật là người ta kết hợp mổ phẫu thuật rồi sau đó người ta thắt nút tiểu nhĩ vào, hoặc có thể sử dụng qua các biện pháp qua đường thượng tâm mạc kết hợp cùng với lại cả đường qua đường ống thông để người ta vừa kẹp trong vừa kẹp ngoài để đảm bảo làm sao loại bỏ được cái tiểu nhĩ trái này ra khỏi vòng tuần hoàn của cơ thể. Vậy thì các cái thiết bị này nó sẽ khác chủ yếu khác nhau về cái gì, về cái hệ thống đường ống thông giống như gọi là cái cần cẩu để có thể gắp được cái thiết bị đó vào cái vị trí chính xác,
Và vì các đường ống thông này cũng như các thiết bị cỡ của dụng cụ khác nhau thì nó sẽ dẫn đến là cái khả năng mà đẩy kéo giống như các loại stem khác nhau, nó có mỗi một cái khả năng gọi là co, khả năng lên cũng như khả năng đẩy bóng qua đường ống thông hoặc là thương tổn ở mức độ khác nhau. Và nữa, thứ nữa mà chúng tôi sẽ đề cập đến, tức là khi mà đảm bảo, khi mà chúng ta biết được tiểu nhị trái thì theo thời gian nó sẽ phải liền nội mạc. Chúng ta có thể hình dung dễ dàng là giống như là khi mà chúng ta biết dù thông liên nhĩ thì cái lớp nội mạc theo thời gian từ 1 cho đến 6 tháng nó sẽ dần dần liền lại, và nó tương tự như vậy đối với lại cả kỹ thuật biết tiểu nhị trái. Và cho đến hiện giờ thì người ta thấy có rất nhiều các loại dụng cụ khác nhau để có thể tiến hành các cái kỹ thuật như vậy, bởi vì người ta đảm bảo ở các mỗi nước khác nhau để làm sao người ta có thể phát triển được các loại dụng cụ khác nhau để đảm bảo được, quan trọng nhất là bị loại bỏ được tiểu nhị trái ra khỏi vòng tuần hoàn, và thứ hai là đảm bảo được cái nội mạc hóa được cái vị trí tiếp xúc của tiểu nhị trái vào trong cái bề mặt nhị trái. Vậy thì cho đến hiện giờ thì cái loại dụng cụ nào được sử dụng nhiều nhất và phù hợp nhất, thì người ta thấy được rằng có hai cái loại thiết bị mà trong bài trình bày này chúng tôi sẽ báo cáo. Đây là dụng cụ Amule của Abbott và thứ hai nữa là dụng cụ Watchman. Đây là hai cái loại dụng cụ mà người ta có nhiều dữ liệu nghiên cứu đánh giá đảm bảo được cái dữ liệu về mặt gọi là an toàn, tức là thành công của thủ thuật, cũng như là về mặt gọi là giảm thiểu được các biến chứng có thể xảy ra, cũng như gọi là hiệu quả phòng chống tai biến mạch máu não về lâu về dài. Vậy thì trước hết là cái thiết bị Watchman này thì người ta đã được có một cái lịch sử nghiên cứu khoảng tầm 15 năm trên 6.000 bệnh nhân, và cái tỷ lệ thành công của thủ thuật người ta dao động khoảng trên 90%, và cho đến những thời kỳ mới nhất thì cái tỷ lệ thành công này có thể lên đến hơn 95%, và nó được chứng minh qua các cái phân tích gộp. Người ta thấy được rằng nó có thể giảm 27% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, hoặc là giảm 52% được cái tỷ lệ tử vong không giải thích được tử vong do tim mạch, và giảm 72% nguy cơ chảy máu lớn sau phẫu thuật. Và cái tỷ lệ thành công này, người ta thấy 92% số bệnh nhân là có thể dừng được warfarin sau 45 ngày và 99% có thể dừng được warfarin ở thời điểm 1 năm. Thì đấy là những cái dữ liệu mà người ta chứng minh được về mặt an toàn, là cái tỷ lệ về mặt an toàn là trên 95% có thể gọi là tỷ lệ thành công đạt thành công thủ thuật bít được vào tiểu nhị trái, dưới 1% là tỷ lệ biến cố có thể xảy ra, và khoảng dưới 0,4% là do gây tràn dịch màng tim, tràn máu màng tim mà người ta phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Và về mặt hiệu quả các phân tích gộp cũng như là về mặt tỷ lệ thành công khi mà chúng ta có thể dừng được warfarin sau khi chúng ta tiến hành được thủ thuật. Có một loại thiết bị số 2 nữa mà có thể người ta sẽ tiến hành trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiến hành được nhiều hơn do về mặt gọi là chúng ta quen thuộc hơn với cái kỹ thuật bít thông liên nhĩ bằng cái dụng cụ của Sangeep là một cái thiết bị, hoặc là dù AGA mà xuyên suốt chúng ta đã tiến hành rất quen thuộc. Và thứ hai nữa, về mặt thủ thuật nó có vẻ đơn giản hơn, và cái hình dạng của cái thiết bị này có vẻ như nó phù hợp hơn với nhiều dạng tiểu nhị trái khác nhau. Thế thì về mặt gọi là về mặt đánh giá như các cái tiêu chí tương tự như đối với Watchman là cái tỷ lệ liệu thành công của thủ thuật này có trên 90% hay không, thì người ta thấy là so sánh với dụng cụ Watchman, khi so sánh dụng cụ của Amule so với lại cả Watchman, người ta cũng thấy có một tỷ lệ thành công cao. Thứ hai nữa là gì? Là cái tỷ lệ đóng ở tiểu nhị trái, tức là khi mà mình đóng thì người ta chặn được cái loại trừ được cái tiểu nhị trái vào loại trừ tiểu nhị trái so với lại cả nhị trái, thì người ta thấy được là tiêu chí để đánh giá ví dụ đối với Watchman là nếu như mà cái dòng leak của máu vào trong cái tiểu nhị trái nó dưới 5 mm thì được coi là thành công, còn đối với dụng cụ Amule là dưới 3 mm thì trong vòng từ 1 đến 3 tháng thì cái tỷ lệ nó sấp xỉ là trên 99%, cũng như là 99%, và cái tỷ lệ tử vong liên quan đến cái biến cố này gần như là rất thấp ở những cái nhóm bệnh nhân Amule so với lại cả dụng cụ, cũng như tương tự như đối với dụng cụ Watchman, khoảng từ 0,2 đến 0,7% ở trên những dữ liệu nghiên cứu lớn. Vậy thì những cái biến cố thủ thuật ở trong những trường hợp này có thể là gì? Thì người ta thấy gọi là biến cố liên quan đến thủ thuật như là tràn máu màng tim, như cái biến cố ở đường vào, thì cái tỷ lệ này nó thường thấp, mà nó liên quan tầm từ 2 cho đến 3%, cho đến những nghiên cứu gần đây thì nó loanh quanh khoảng tầm 2%. Vậy thì cái cách tiến hành trên một cái trường hợp bệnh nhân cụ thể như thế nào? Thì đây là một cái slide về một bệnh nhân đã được tiến hành can thiệp bít tiểu nhĩ lần đầu tiên bằng cái dụng cụ Amule tại viện tim mạch. Cái này có lẽ là một cái slide đã được báo cáo nhiều lần. Tức là một cái bệnh nhân nữ 71 tuổi, chẩn đoán là tăng huyết áp và xuất huyết tiêu hóa nhiều lần, dung nhĩ thì mới phát hiện cách 5 tháng và điều trị thuốc chống đông Pradaxa theo kiểu off-label, tức là khoảng 150mg một ngày, và họ thường xuyên bỏ thuốc bởi vì họ nguy sợ cái nguy cơ chảy máu. Đầu chụp động mạch vành thì bình thường, các tình trạng khi mà chúng xét nghiệm đông máu thì không có gì bất thường, siêu âm tim thì người ta cũng thấy đường kính nhĩ trái khoảng 36, không quan sát thấy huyết khối, và khi mà chúng tôi đánh điểm
ChatVAT thì bệnh nhân này với các tiêu chí đánh điểm trên máy tính thì nó trên mạng thì điểm ChatVAT là 3 và điểm HESPLET là thang điểm về nguy cơ chảy máu. Nó cũng tương tự là 3. Vậy thì bệnh nhân này với cái chỉ định như vậy thì phù hợp với tiêu chuẩn để chỉ định loại trừ tiểu nhị trái qua đường ống thông. Vậy thì cách tiến hành của một cái kỹ thuật can thiệp bít tiểu nhị trái qua đường ống thông như thế nào thì nó tương tự như là trong trường hợp mà ta có thể hình dung là bít thông liên nhĩ, tức là đường vào nó cũng là tĩnh mạch. Tuy nhiên tuy nhiên người ta sẽ phải tiến hành siêu âm tim vào thực quản để đánh giá trước thủ thuật, trong thủ thuật và sau thủ thuật để xem những bệnh nhân này có phù hợp với tiêu chuẩn, tức là có hiếu khối ở trong tiểu nhị trái hay không. Thứ hai nữa là về đường kính cũng như là về mặt gọi là cái đường kính của thùy cũng như là đường kính của cái miệng của cái tiểu nhị trái này có phù hợp như thế nào, ở cái hình dạng ra sao để người ta tiên lượng được là cái khả năng bít thành công cũng như là đánh giá các cái dòng lít khi mà sau khi mà mình đã tiến hành bít tiểu nhị trái rồi. Và đường vào ở trong những trường hợp như thế này, người ta tiến hành qua cái đường vào tĩnh mạch đùi, có thể là đùi phải hoặc đùi trái, và sau đó là người ta chọc cái vách liên nhĩ để tiến hành cái đường tiếp cận từ bên phải từ nhĩ phải sang bên nhĩ trái để tiếp cận vào trong cái lỗ tiểu nhĩ. Thì người ta thấy đây là cái hình slide mô tả để xem là cái xu hướng chọc vách ở trong các trường hợp đó như thế nào. Ví dụ nếu như trong những trường hợp người ta tiến hành gọi là chọc vách để người ta tiếp cận qua mitral clip thì dường như là cái đường tiếp cận và chọc vách nó sẽ cao hơn và ra phía sau hơn, bởi vì dường như cái cánh tay của mitral clip người ta sẽ phải vòng, sau đó người ta bổ thẳng vào trong cái van hai lá. Còn đối với lại cả dụng cụ bít tiểu nhĩ thì tiểu nhĩ trái có xu hướng nó lại lên cao và ra trước, cho nên thành ra cái đường mà người ta tiếp cận để người ta chọc vách thì nó có xu hướng thấp hơn và ra sau, để giống như khi mà chúng ta luồn cái thiết bị đưa vào thì nó sẽ cắm thẳng vào trong cái tiểu nhị trái để thuận lợi cho việc đưa dụng cụ. Vậy một câu chuyện nữa mà khi người ta tiến lưu tâm xem là trong những trường hợp như vậy thì cái tiểu nhị trái nó có phải là một cái hình dạng đơn thuần hay không, thì người ta thấy nó có thể có rất nhiều các cái dạng khác nhau khi đánh giá ở trên siêu âm tim. Siêu âm tim qua thực quản, đánh giá qua các trường hợp qua trên phim chụp mạch mà khi chúng ta tiến hành can thiệp, và có thể chụp trên phim chụp MSCT. Vậy và đồng thời nó tạo thuận lợi cho cái quá trình mà chúng ta sẽ xác định dụng cụ, xem là trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng dụng cụ cỡ bao nhiêu, cái thùy như thế nào. Bởi vì đây là một cái hình ảnh mô tả của dụng cụ Amule, nó gồm có một cái đĩa và một cái thùy, có hai cái vị trí này, để vị trí cái đĩa này nó sẽ giống như cái vị trí hình lõm để tách biệt tiểu nhị trái vào trong nhị trái, còn với thùy này nó giống như là để găm vào và nó hình thành những cái huyết khối để đông máu lại, loại trừ cô lập được toàn bộ cái vùng tiểu nhị trái này ra khỏi hệ tuần hoàn. Và cái hình dạng như này nó có rất quan trọng cho việc thực hiện các kỹ thuật hay không, vì ví dụ đối với những cái dạng súp lơ hay dạng diều gió gì đó, thì khi chúng ta tiến hành bằng kỹ thuật Watchman thì cái khả năng cố định của dụng cụ cũng như là các biến cố của nó có vẻ xu hướng gia tăng hơn. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta mặt cắt ngang, thì liệu xem cái kỹ thuật này khi chúng ta bít vào tiểu nhị trái nó có thể gặp những cái biến cố gì xảy ra. Đây là một cái hình ảnh mô tả về mặt mô học, về mặt giải phẫu. Người ta thấy được rằng là cái đĩa này nếu trong trường hợp nó quá lớn hoặc chúng ta chọn sai dụng cụ, có thể nó sẽ chèn ép vào cái động mạch mũ, ép vào động mạch mũ, và như vậy nó cũng có thể có nguy cơ khiến cho bệnh nhân gây ra nhồi máu cơ tim. Hoặc thứ hai nữa là gì, là những trường hợp này nó có thể ở phía trên nó chèn vào cái tĩnh mạch phổi trên trái, và như vậy nó cũng có thể gây nguy cơ biến cố. Và thứ nữa là gì, nếu như trong trường hợp bởi vì cái tiểu nhị trái này trên mặt giải phẫu của nó rất là mỏng manh, thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta không khéo léo và đưa các thiết bị này vào quá sâu, hoặc là trong những trường hợp mà thiết bị không thể thu được, hoặc chúng ta mạnh bạo, nó có thể gây tràn máu và gây thủng cái tiểu nhị trái này, thì đấy là những cái biến cố mà người ta có thể xảy ra. Và thứ hai nó là liên quan đến chuyện mà chúng ta chọn các cái cỡ dụng cụ nó làm sao cho phù hợp để tránh được cái chuyện mà chèn ép vào động mạch mũ, cũng như là chèn ép vào trong cái tĩnh mạch phổi trên trái, hoặc là chúng ta thô bạo quá là gây thủng tiểu nhĩ. Đây là những cái hình ảnh. Có lẽ sẽ phải nói sâu thêm ở trong những trường hợp mà sắp tới nó có cái hội nghị về siêu âm tim đánh giá các hình phương tiện chẩn đoán hình ảnh áp dụng trong tim cấu trúc, thì đây là những hình ảnh người ta sẽ phải xác định. Ví dụ đối với mỗi loại dụng cụ khác nhau khi tiến hành siêu âm tim qua thực quản, người ta sẽ phải xác định cái miệng của cái tiểu nhị trái này. Đối với các loại dụng cụ khác nhau thì người ta sẽ có cách xác định đường kính khác nhau. Và thứ hai nữa là người ta sẽ phải xác định cái miệng như vậy rồi, và thứ hai nữa là cái cổ của nó ra sao, để vị trí giống như là kê bàn, kê ghế thì kê vào các vị trí đấy sao cho nó.
phù hợp và để tránh các cái nguy cơ biến cố có thể xảy ra. Và thứ nữa là gì, là về cái chiều dài, để trong trường hợp mà tí nữa mà chúng tôi sẽ báo cáo đây là về cái kệ, trong trường hợp mà khi chúng ta dùng cái ống thông chuyên dụng thì sau khi chọc vách liên nhĩ xong thì chúng ta sẽ thay bằng cái đường ống thông và sau đó thả cái dụng cụ sau đó để luồn vào trong cái đường. Xin lỗi một tí về cái slide đang chạy. Đây là hình ảnh mà khi mà chúng ta đưa mở nhẹ nhàng cái hình dụng cụ của tiểu nhị trái bằng dụng cụ amule này đưa vào tiểu nhị trái, sau đó chúng ta lại thả ra để tạo thành hình như một cái hình mũ nồi, và sau đó thì kéo nhẹ nhàng vào để cái phần mà nó gọi là lốp đấy thì nó giống như là cái thùy, để làm sao cho nó phải có xu hướng là nó sẽ phải giãn ra, nở ra để nó ép chặt, ép được hai cái đầu của cái tiểu nhị trái và cố định ở cái vị trí đó. Đây là cái hình mà chúng ta sau khi thả xong thì phải đảm bảo được, một là cái mặt của cái đĩa này nó sẽ phải là hình lõm, để giống như gọi là nó lõm vào mặt trong tiểu nhị trái. Thứ hai, cái thùy này nó cũng phải đảm bảo làm sao cho nó có cái độ để nó ép nhẹ được vào trong cái tiểu nhị trái. Và thứ ba nữa là nó phải đảm bảo giữa cái đĩa và cái thùy này nó phải cách khoảng cách ra, bởi vì nếu như chúng ta theo dõi trên một cái hình giải phẫu ban nãy thì có vẻ như hình ban nãy thì chúng ta sẽ thấy xu hướng là cái tĩnh mà cái động mạch mũ nó xu hướng nó sẽ đi nằm ở phía dưới như vậy. Và chúng ta sẽ, và trong cái quá trình thả này chúng ta sẽ phải đảm bảo, một là cố định được dụng cụ tốt, hai nữa là check trên điện tâm đồ để xem có biến đổi điện tim, phòng ngừa trường hợp chúng ta chèn vào động mạch mũ. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ phải siêu âm tim thực qua thực quản để check xem trong những trường hợp đó cái dòng lịch đối với cái dụng cụ Watchman thì nó khoảng dưới 5 mm, đối với lại cả thiết bị Amule thì nó phải khoảng dưới 3 mm. Thứ ba nữa là xem cho nó có chèn vào ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy của tĩnh mạch phổi trên không, hay là thứ nữa là nó có chèn vào cái động mạch mũ hay không. Thì đấy là những điểm mà chúng ta phải lưu ý. Và một thứ nữa là gì, trước khi người ta thả thì người ta sẽ phải tiến hành các động tác giống như tương tự như chúng ta khi biết tiểu nhị trái, đảm bảo dụng cụ đó nó có cố định hay không, bởi vì có thể khi chúng ta thả dụng cụ ra thì những cái thiết bị này nó có thể trôi. Thì đây là những cái hình ảnh mà khi chúng tôi tiến hành cái bít tiểu nhị trái trên bệnh nhân thực tế tại viện tim mạch, thì đây là hình ảnh sau khi chúng ta thả cái thiết bị dụng cụ thì cái đĩa của nó sẽ tách biệt lại với cái thùy và nó sẽ có hình dạng lõm để đảm bảo được theo những cái tiêu chuẩn để đảm bảo làm sao mà mình có thể gọi là thiết bị ấy được dụng cụ như vậy. Thứ nữa là gì, sau khi chúng ta tiến hành thủ thuật đấy xong, đảm bảo CT, đảm bảo các thiết bị như vậy, thì sau nếu như bệnh nhân tỉnh thì chúng ta có thể rút ống nội khí quản ngay tại bàn. Thứ nữa là gì, là các cái điều trị chống đông sau khi mà chúng ta sử dụng các loại thiết bị Watchman, bít tiểu nhị trái và dụng cụ Watchman hoặc là cái Amule đấy hay không, thì như đối với dụng cụ Watchman thì có đến 92% có thể dừng warfarin ở thời sau 45 ngày, còn đối với lại cả và đến 99% là sau 1 năm người ta có thể dừng lại được. Còn đối với dụng cụ Amule thì người ta sẽ tùy, người ta có thể dùng kháng kết tập tiểu cầu kép tùy theo cái trung tâm. Các cái dữ liệu này người ta chưa chứng tùy thuộc vào trung tâm người ta sẽ quyết định như thế nào, nhưng thông thường đối với dụng cụ Amule thì kháng kết tập tiểu cầu kép sẽ sử dụng từ 1 đến 6 tháng, sau đó có thể duy trì bằng aspirin. Vậy cho đến nay thì đến năm 2019 thì cái kỹ thuật can thiệp bít tiểu nhị trái này nó mới dừng ở mức 2B. Người ta mới tiến hành những cái nghiên cứu để so sánh đối đầu với lại cả NOAC thì nó mới gọi là ở mức ngang bằng ở những nhóm bệnh nhân nguy cơ cao. Và cho đến hiện nay thì kỹ thuật bít tiểu nhị trái thì người ta thực hiện bằng hai cái dụng cụ phổ biến là Watchman và Amule, với cái kỹ thuật đảm bảo được tính an toàn và tính hiệu quả trước mắt, cũng như đảm bảo được có những cái dự kiện lâu dài về cái việc gọi là phòng ngừa các cái biến chứng, cũng như là chuyện gọi là đảm bảo ngăn ngừa các tai biến mạch máu não. Và thay một lời cuối,